Câu số 1 ạ. Nào. Kim loại sắt. Câu số 1 ạ. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí hydro? Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí hydro? Úi dồi ôi, đấy, comment mạnh mẽ này các em. Comment mạnh mẽ vào, bởi vì chúng ta sẽ có món quà ngay lập tức bây giờ đây ạ. Nào. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí hydro ạ? H2O3 đặc nóng không sinh ra hydro đâu ạ. Nhá, các bạn lưu ý nha, H2O3 đặc nóng không sinh ra hydro đâu. COS4 là sinh ra đồng cơ, H2O4 đặc nóng cũng không đâu, mà đáp án đúng phải là đáp án B. Đấy, thầy Minh xin phép tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án B. Câu 2 ạ, câu số 2 đáp án gì? Sắt có số oxy hóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây? Sắt có số oxy hóa dương 2 ạ, trong hợp chất nào sau đây ạ? Sắt có số xóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây? Nhiều cái câu này dễ quá nhỉ. Dương 2 trong hợp chất nào các em? Dương 2 trong hợp chất nào? Đây ạ, FeCl2 dương 2, đáp án đúng là đáp án A. À, ngon lành cành đào nha. Câu tiếp theo, câu số 5. Ở câu số 5 này nó là một câu về phần điện phân dung dịch. Và ở cái câu điện phân dung dịch này, ở cái câu phần điện phân dung dịch này, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một skill kinh điển của thầy nhá. Một skill kinh điển của thầy. Đây. Các bạn quan sát. Một skill kinh điển của thầy. Thì ở đây nhá, các bạn bình thường giải theo cái công thức là định luật Faraday, M bằng AIT trên NF. Nhưng thầy Minh có một công thức còn kinh hơn. Đó là số mol electron trao đổi thì bằng IT chia F. I của chúng ta bằng 9,65. T của chúng ta bằng 200 giây. 200 giây chia cho F của chúng ta bằng 96500. Skill quá kinh điển luôn. 9,65 nhân 200 chia 96500 bằng 0,02 mol. Hơn nữa thầy lại còn một skill dã man nữa. Dã man đến mức kinh điển nữa. Đây, mình có này. Ở bên này là bên điện cực cathode. Đấy, ca tốt. Thì ta sẽ có đồng 2 cộng biến thành đồng. Đồng 2 cộng là 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. Ra được anh đồng là 0,02. Đúng không ạ? Không được. Bởi vì nếu mà từ đồng 2 cộng này ra đồng là 0,02 ấy, thì số mol trao đổi thì chỉ có 0,02 thôi. Nên 0,02 chia cho 2 bằng 0,01. Ok chưa? Vậy ở đây thằng đồng sinh ra chỉ có 0,01 thôi và rất nhiều bạn bị nhầm nhá. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng là bằng 0,01 nhân 64 thì bằng 0,64 gam. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ các bạn nhá. B, bỏ. Đấy, đấy là một cái chiêu cực kỳ kinh điển của thầy mình. Nào mình sang câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Nào câu số 6 các bạn cũng comment đáp án xem. Câu số 6 đáp án gì ạ? Câu số 6 nào. Cho lượng dư sắt vào các dung dịch. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số trường hợp sinh ra muối sắt 2 là bao nhiêu? Đấy, thì xin phép nhắc lại cho số 6 là các em. Cho một lượng dư sắt vào các dung dịch sau đây. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số trường hợp sinh ra muối sắt 2 là? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nhá, thì số trường hợp sinh ra muối sắt 2. Thì sắt thì không tác dụng với CF4. Tác dụng HCl sinh ra muối sắt 2 này. Tác dụng với A, đây là sắt dư và AgNO3 thì sinh ra muối sắt 2. Và tác dụng với cả H4 loãng. Vậy là 3 trường hợp, đáp án đúng đáp án C các em nhé. Rồi, tuyên dương tất cả các bạn đã, và các em đã comment đáp án C. Câu số 7 nè. Câu số 7 nè. Công thức hóa học của sắt 3 clorua là gì? Công thức hóa học của sắt 3 clorua là gì ạ? Nào, sắt 3 clorua cơ. Sắt 3 clorua cơ. Quá dễ đúng không em? 7C chính xác. Câu 8 ạ. Câu 8 ạ. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 sau khi kết thúc phản ứng? Câu 8 ạ. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 sau khi kết thúc phản ứng? Thực ra cái anh sắt này này là một trong số những anh mà rất hay thi và nó rất hay hỏi xuất hiện ở trong các cái đề mà mô hình chung chúng ta lại hay bị sai những phần lý thuyết của nó. Các em nhìn thấy đây là một cái câu lý thuyết của sắt ở trong đề thi trung học quốc gia năm 2019. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 sau khi kết thúc phản ứng ạ? Nào các bạn cũng comment đáp án xem nào. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 sau khi kết thúc phản ứng? Gì ạ? Sắt vào COS4 thì thu được sắt dương 2.
cộng đồng không được. Sắt và HCl thì thu được sắt dương 2. FeOH2 lần thì cũng thu được sắt dương 2. Chỉ có Fe vào clo dư thì thu được FeCl3 mà thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu 8 đáp án D các em ạ. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Cho M gam sắt. Cho M gam sắt tác dụng hết với lượng dung dịch COS4 dư, thu được 19,2 gam đồng. Vậy mình viết phương trình thôi ạ. Fe này cộng với đồng dương 2 này thu được Fe dương 2 cộng đồng này. Vậy mình tìm được số mol đồng này. 19,2 chia 64 bằng 0,3 mol. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol sắt là bằng 0,3 mol. Và hoàn toàn mình tìm được khối lượng là bằng 0,3 nhân với lại 56 bằng 16,8 g. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Quá dễ dàng đúng không các em? Đây, câu số 10 đây. Lại là một câu về điện phân mà các bạn rất hay sợ. Nhưng có skill của thầy Minh thì không khiến các bạn sợ nữa. Các bạn cùng chú ý nha. Những bạn nào mà được học thầy rồi thì không còn kinh sợ phần điện phân nữa. Và các bạn đã biết được cái level của thầy. Còn những bạn nào chưa học thì chú ý vào đây. Mình sẽ có số Monet trao đổi. Số Monet trao đổi bằng số Monet trao đổi bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu ạ? Y là 0,5, T là 1930 chia cho 96500 bằng bao nhiêu ạ? 0,5 nhân 1930 chia 96500 bằng 0,01. Số Monet trao đổi chúng ta bằng 0,01. Nào các bạn cùng comment, nhiều bạn học rồi các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Xem là đáp án gì ạ? Nào, đúng nhận sai cãi nào. Đúng nhận sai cãi nào. Vậy mình có này. Bây giờ này, vẽ này, các bạn nhìn này, vẽ cái đường thẳng của thầy ra. Đấy, bây giờ thầy chia này. Thầy có điện cực cathod và thầy có điện cực anode. Điện phân COS4 thì đầu tiên là đồng 2 cộng biến thành đồng, nhận 2E, vậy số mol E trao đổi là 0,01, vậy chia cho 2 thì bằng 0,005. Ok chưa? Bên anode thì gốc SO42 trừ không bị điện phân thì nó là điện phân nước để tạo thành gì? Thì nước điện phân tạo thành oxy. Đúng không? Trừ 2 về 0 là 4E. Bởi vì trừ 2 về 0 là 2 nhân 2 là 4. 0,01 chia 4 bằng 0,0025. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của đồng bằng 0,05 nhân 64 bằng 0,32 gam. Loại đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Ok nha. Xịt luôn. Nào câu số 11 nè. Các bạn cùng comment đáp án câu số 11 nè. Hai oxit là gì? FeO. Quá dễ. Câu số 12 này. Trong đề thi trung học thông gia năm 2019 này. Hòa tan M gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được FeSO4 cộng với lại H2. Số mol H2 bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của sắt bằng 0,1. Vậy mình tìm được giá trị là khối lượng của sắt là bằng 5,6 gam. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 13. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng trong đề thi trung học quốc gia 2019. Sắt vào dung dịch H2O4 loãng thì mình thu được muối sắt 2. Sắt vào dung dịch HNO3 loãng thì mình thu được muối sắt 3. Sắt vào clo dư thì thu được muối sắt 3. Và Fe2O3 vào HCl thì thu được muối sắt 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. Đáp án A. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án A. Câu số 14 ạ. Câu số 14 ạ. Cho 2,24 gam sắt. Cho 2,24 gam sắt mà tác dụng với đồng 2 cộng thì thu được sắt 2 cộng cộng đồng. Ta có số lượng của số mol của sắt là bằng 2,24 chia 56 bằng 0,04. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của đồng cũng bằng 0,04 mà nhân với 64 thì bằng 2,56 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D.
Câu 15. Úi dồi, điện phân ạ. Cường độ dòng điện, biết thời gian điện phân. Vậy mình lại sử dụng skill của thầy Minh thôi. Số mol electron trao đổi bằng IT chia F. Nào các bạn cùng comment cho thầy nè, IT chia F này bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Y ở đây biết rồi, 3,86. T là 20 phút nhưng mà phải chuyển thành giây. Rồi được bao nhiêu chia 96500? Nào các bạn comment đáp án cho thầy xem bằng bao nhiêu. Nào các bạn comment đáp án cho thầy xem bằng bao nhiêu. Đúng nhận sai cãi ạ. Nào comment đáp án ạ. Thực ra cái buổi live ngày hôm nay là một cái buổi mà thầy rất mong muốn là tất cả các bạn và các em theo dõi thật kỹ và làm thật hết tất cả các bài tập này, bởi vì những cái phần bài tập này là những cái tinh túy nhất ở bên trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia mà thầy tự tay soạn ra để cho tất cả các bạn và các em có thể tự tin hơn làm phần vô cơ nhá. Nào bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu các em? 3,86 này nhân 20 này nhân 60 này chia 96500 này bằng này 0,048. 0,048. 0,048 vậy thì chúng ta sẽ có gì ạ? 0,048 thì chúng ta sẽ có gì? Đây, đề bài hỏi là khối lượng cathode. Vậy mình lại vẽ cái sơ đồ đường thẳng của thầy ra. Đúng không? Đây, cathode đồng 2 cộng biến thành đồng. 0,2 nhân 0,3 bằng 0,06. Thế thì nếu mà để mà điện phân hết toàn bộ 0,06 thằng đồng này thì nó cần là 0,12 e trao đổi cơ. Nhưng mà e trao đổi ở đây chỉ có 0,048. Vậy điều này chứng tỏ rằng là đồng 2 cộng chỉ là 0,048 chia 2 bằng 0,024. Đấy nha các em nha. Vậy là số mol đồng là đây bằng 0,024 thôi. Vậy 0,024 mà nhân với lại 64 thì bằng bao nhiêu ạ? 1,536 gram. 1,536 gram. Vậy câu 15 của chúng ta đáp án đúng là đáp án B, bỏ. 15 chúng ta đáp án đúng là đáp án B, bỏ các bạn nha. Câu 16 đó. Câu 16 ạ. Công thức khoa học của sắt 2 sunfat là gì? Mình có câu số 16 ạ. Công thức khoa học của sắt 2 sunfat là gì ạ? Công thức hóa học của sắt 2 sunfat là gì? Fe, SO4. Quá đơn giản. Câu 17 ạ. Kim loại nào sau đây thì điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là hydro? Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là hydro? Thì hydro nó chỉ khử được các anh oxit kim loại đứng sau nhôm thôi. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 18 ạ. Kim loại nào sau đây có tính khử là yếu nhất? Kim loại nào sau đây có tính khử là yếu nhất các em nhá? Yếu nhất vậy là khi nào ba cần mua áo? Ở chỗ này giáp sắt, vậy trong này là sắt là yếu nhất rồi. D ạ. Câu 19. Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam sắt. Fe này. Số mol là 2,8 chia 56 này. 2,8 chia 56 bằng 0,05 mol. Mà tác dụng HCl thì thu được FeCl2 cộng H2. Hai cháu. Vậy số mol hydro 0,05. 0,05 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 1,12 lít. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 20. Điện phân trong 15 phút. Cường độ dòng điện là 5A. Vậy là mình lại áp dụng công thức số mol electron trao đổi bằng IT chia F. Y bằng 5, T bằng 15 nhân 60 chia 96500 bằng 5 nhân 15 nhân 60 chia 96500 bằng 0,0466. 0,0466 là số mol này cho cậu. Mình sẽ có cái trục đường thẳng. Đấy. Cathode, anode. Cathode này. Đồng 2 cộng 0,5 nhân 0,2 bằng 1. Sắt 2 cộng 0,5 nhân 0,2 cũng bằng 1. Ui, nhiều thế. Đúng không ạ? 0,5 nhân 0,2 à bằng 0,1 thôi. 0,1 chứ ạ. Thầy nhầm nhầm. Vậy điện phân đầu tiên là đồng 2 cộng biến thành đồng. Số mol đồng là 0,1.
mà số bên trao đổi chỉ có 0,0046, vậy chứng tỏ là đồng không thể điện phân hết được. 466 chia cho 2. Vậy chắc chắn ở đây đồng chứ điện phân hết thì làm gì có sát sinh này. Vậy đáp án ở đây của chúng ta là chỉ có gì thôi ạ? Chỉ có đồng thôi nhá. Câu 20 ạ, chỉ có đồng thôi, lấy đâu ra cả đồng và sát. Thì nhân lại tí này, 5 nhân 15 nhân 60 là phút, đúng không ạ? Chia 96500 ra số mol. Đấy, 0,046. Thế mà kia là 0,5 nhân 0,2 là 0,1, lớn hơn nhiều rồi. Nên 20 chúng ta là chỉ có đồng nhá. Được chưa? Chỉ có đồng. Số mol trao đổi chỉ có 0,046 thôi mà. Đáp án đúng đáp án A. Câu 21 ạ, hợp chất Fe2SO4 3 lần có tên gọi là gì? Ôi dễ quá, sắt 3 sunfat nhỉ. Câu 22 ạ, sắt 2 oxit là chất rắn có màu đen. Vậy công thức của sắt 2 oxit là gì? Thì nó là FeO, quá dễ. Câu 23, ion kim loại nào sau đây có tính ô xóa mạnh nhất? Thì để một anh ion kim loại mà có tính ô xóa mạnh nhất thì khi và chỉ khi cái anh đấy nó phải làm sao? Nó phải là anh bạc cộng, đúng không? Cho đứng cuối cùng trong dãy điện hóa. Câu 24, cho Fe2O3 phản ứng với dung dịch H2O4 loãng dư tạo thành muối nào? Thì Fe2O3 đây là sắt dương 3 rồi, nên nó tác dụng H2O4 loãng dư, thì mình sẽ thu được là Fe2SO4 3 lần. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 25 ạ, 25 tiến hành điện phân CuNO3 lần là 1,2 nhân với 0,2 bằng 1,2 nhân 0,2 bằng 0,24. AgNO3 bằng 1 nhân 0,2 bằng 0,2. Bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện, vậy mình sẽ tìm được số mol electron trao đổi bằng Y T chia F. Y bằng 19,3, T bằng 2500 chia cho 96500 bằng 19,3 này nhân 2500 này chia 96500 này bằng này 0,5 mol. 0,5 mol các em nhá. Các bạn quan sát đây. Kỹ năng giải này ạ. Nào, thế tới đây mình sẽ có này. Tới đây mình sẽ có. Đây chụp. Đồng 2 cộng, đầu tiên là đồng 2 cộng biến thành đồng. Số mol đồng 2 cộng bằng 0,24 mà số mol E trao đổi là 0,5. Vậy chứng tỏ đồng 2 cộng biến được hết. À sorry ạ, chết rồi. Chỗ này thầy chưa nhìn. Bạc cộng trước. Toang đấy. Thầy cứ nghĩ là sắt. Bạc đây 0,2 mà. Bạc cộng biến thành bạc. 0,2 thì anh này là 0,2. Vậy đồng chỉ còn là 0,5 trừ 0,2 chia 2 bằng 0,15 thôi. Nên mình sẽ có khối lượng của cathode tăng tại đây chính bằng khối lượng của bạc cộng khối lượng của đồng và bằng khối lượng của bạc cộng khối lượng của đồng. 0,2 cộng 0,15, 0,2 nhân 108 cộng 0,15 nhân 64 bằng 31,2. 31,2 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 26, số oxy hóa của sắt trong hợp chất Fe2SO4 3 lần là dương 3, quá dễ. Câu 27 ạ. Câu 27. 27 chốt đáp án này. Kim loại sắt tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Thì kim loại sắt tan hết trong lượng dư dung dịch H2O4 loãng. Đáp án đúng là đáp án D. Ok. Câu 28, và chúng ta đã có chủ nhân của cuốn sách 2000 nhưng mà thầy vẫn chưa biết tên. Tẹo nữa mới biết. Chúng ta sang câu số 28. Và câu 28 ạ, trong dung dịch ion nào sau đây oxy hóa được sắt? Thì oxy hóa được sắt là nó phải tác dụng được với sắt, đúng không? Vậy ta chỉ có là gì ạ? Sắt tác dụng được với đồng 2 cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng đồng. Ok chưa? Vậy ạ, trong dịch ion nào xóa được kim loại sắt? Đồng 2 cộng C. Câu 29 ạ,
chất nào sau đây tác dụng dung dịch HCl sinh ra muối FeCl3 cơ. Và để sinh ra muối FeCl3 thì nó chỉ có thể là Fe2O3. Câu 30, một câu nhìn khá là kinh, đúng không ạ? Nhưng bạn lưu ý này, mình vẫn có này, biết Y này, biết T này. Vậy mình sử dụng công thức số mol electron trao đổi, số mol electron trao đổi thì bằng IT chia F nhá. IT chia F thì bằng bao nhiêu ạ? Y là bằng 0,402 nhân T là 4 giờ. Mỗi giờ thì có 3600 giây, nhân với 3600 chia cho 96500 thì bằng 0,402 này nhân 4 này nhân 3600 này, 0,402 nhân 4 này nhân 3600 này chia 96500 này bằng này 0,059 thì bằng 0,06. Vậy hoàn toàn ở đây bây giờ mình lại đi kẻ cái trục như thầy đã nói, đúng không? Cathode, anode. Cathode ấy thì ta sẽ có gì? Bạc cộng biến thành bạc. Bạc cộng biến thành bạc. Điện phân hết ion kim loại, vậy là đồng. 2 cộng biến thành đồng. Để bài hỏi là nồng độ mol của CuNO3 lần và AgNO3 là bao nhiêu? Mình đặt số mol anh này là A thì số mol anh này là B, mình sẽ có hệ phương trình. Đầu tiên là bảo toàn electron. Bảo toàn electron ạ, thì có phải mình sẽ có bạc cộng về bạc 0 là nhận 1E. Đồng 2 cộng về đồng 0 là nhận 2E. Thì bằng 0,06. Phương trình thứ hai là 3,44 gam kim loại bán vào. Vậy là khối lượng của bạc là 108A cộng khối lượng của đồng là 64B thì bằng 3,44. Và hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được AB. 1 bằng 2 bằng 0,06 bằng 108 bằng 64 bằng 3,44 bằng A bằng 0,02, B bằng 0,02. Vậy mình tìm được nồng độ 0,02 mà chia cho 0,2 thì bằng 0,0 bằng 0,1. Vậy nồng độ chúng ta là 0,1 và 0,1. Đáp án đúng chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án gì? Câu 31. 31. Để khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 thành kim loại sắt ở nhiệt độ cao cần tối thiểu m gam kim loại nhôm. Ta sẽ có Fe2O3 số mol là 16 chia 160 là 0,1. Khử hoàn toàn này là cộng với nhôm này để tạo thành Fe này cộng với Al2O3 này, hai sắt này, hai nhôm này. Đúng không ạ? Vậy đến đây mình tìm được số mol nhôm này. 0,1 nhân 2 bằng 0,2 và mình tìm được khối lượng của nhôm bằng 0,2 mà nhân với 27. 0,2 và nhân 27. 5,4 gam, đáp án đúng là đáp án C. 5,4 gam. Câu 32 ạ. Thí nghiệm nào sau đây thu được mối sắt 2 khi kết thúc phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây thu được mối sắt 2 khi kết thúc phản ứng? Thí nghiệm nào ạ? Đây, sắt cháy trong bình clo dư thì thu được mối sắt 3. Bỏ nhá. FeH2 lần và HCl thì thu được mối sắt 2 FeCl2, bỏ nhá. À, mối sắt 2 đây ngon rồi, B luôn, để bài hỏi mối sắt 2 mà. B bỏ. Xịn luôn. Ba ba, các bạn khủng hoảng lý thuyết lắm. Và ở bên trong cái khóa tổng ôn này của thầy thì thầy sẽ chú trọng vào lý thuyết rất là nhiều để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em làm được những câu lý thuyết đếm mức độ vận dụng cao như này. Số thí nghiệm sinh ra chất khí là nung nóng KMNO4 thì sinh ra được oxy bay lên một cháo. Điện phân dung dịch CuCl2 điện cực trơ thì thu được khí clo bay lên hai cháo. NH3 vào AlCl3 không thu được khí. Đun nóng NaHCO3 thu được khí CO2 bay lên 3 cháo. CuCl2 vào NaOH không thu được khí. Vậy ở đây mình sẽ có 3 thằng khí thôi. Câu 34. Câu 34 rồi các em ơi. Câu 34 rồi. Và câu 35 là câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay đấy các em ạ. Số khí thí nghiệm thu được kết tủa là CO2 vào NaOH dư không thu được kết tủa. Đồng vào sắt 3 cộng dư không thu được kết tủa. HCl vào NaAlO2 dư thu được kết tủa AlOH 3 lần.
sắc dương 2 vào bạc cộng thu được kết tụ bạc. Và NaHCO3 vào CaOH 2 lần thu được kết tủa CaCO3. 1, 2, 3 kết tủa. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Và chúng ta có câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta có câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay ạ. Nào. Câu cuối cùng của buổi hoáng của buổi tối ngày hôm nay. Quá xịn sò luôn ạ. Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chữa hỗn hợp gồm cường độ dòng điện 5A 3860 giây, số mol electron trao đổi bằng IT chia F bằng 5 nhân 3860 chia 96500 bằng 5 nhân 3860 chia 96500 bằng 0,2. Thế ở đây mình sẽ có trục. Đấy, mình sẽ có trục này. Đầu tiên là đồng 2 cộng. Đồng 2 cộng biến thành đồng. Số mol đồng là 0,1 nhân 0,5 thì bằng 0,05. Vậy biến hết. Vậy chắc chắn có sự điện phân của nước. Thành H2 cộng 2OH trừ. Số mol H2 là 0,2 trừ 0,05 chia 2. Được chưa? Chỗ này là bằng 0,2 trừ 0,05 bằng chia 2 bằng 0,075. Mình suy được số mol H trừ bằng 0,15. Ok nhá. Thế còn bên thằng anode thì sao? Cl trừ biến thành Cl2, số mol Cl trừ bằng, đây là 0,05 này, 0,5 nhân 0,5 bằng 0,25 này. 0,1 nhân 0,5 bằng 0,05, đúng rồi. Số mol Cl trừ là bằng 0,25 cộng 0,5 nhân 2. Đó, sorry. 0,25 cộng 0,05 nhân 2 bằng 0,35. Thế là lớn hơn so với 0,2 mol E rồi. Vậy chỗ này chỉ là 0,2 chia 2 thôi, bằng 0,1. Vậy đây mình có số mol OH trừ của mình là 0,15. Thì bạn lưu ý cho thầy là số mol OH trừ thì lúc nào cũng bằng số mol nhôm. Vậy là nó sẽ bằng là 0,15 mol nhôm. Và mình tìm được khối lượng của nhôm là 0,15 nhân 27 bằng 4,05 gam. Đáp án đúng là đáp án A. À, vậy dung dịch có khả năng hòa tan m gam nhôm thì nó sẽ là hòa tan bao nhiêu ạ? Nó sẽ hòa tan là 4,05 gam nhôm nhá. 4,05 gam ạ. Rất tiếc cho các em. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Nha, và ở trong cái buổi